Ronaldo nhận nhiều thẻ đỏ gấp 4 lần Messi. Trong sự nghiệp của mình, Cristiano Ronaldo đã nhận bao nhiêu thẻ đỏ? Con số thực sự sẽ khiến nhiều người bị sốc nếu so sánh với đại kình địch Lionel Messi. Những phút nóng nảy của Ronaldo trong trận bán kết Saudi Super Cup đã khiến anh phải trả giá bằng chiếc thẻ đỏ. Như vậy là sau 6 năm, siêu sao sinh năm 1985 mới lại bị đuổi khỏi sân. Lần gần nhất Ronaldo nhận thẻ đỏ là trong màu áo Juventus ở trận thắng Valencia 2-0 ở Champions League 2018/19. Tổng cộng, Ronaldo đã có 12 lần nhận thẻ đỏ trong sự nghiệp, bao gồm 4 lần trong màu áo MU, 6 lần với Real Madrid, 1 với Juventus và 1 với Anas. Lần đầu tiên CR7 nhận thẻ đỏ là vào năm 2004, trong chiến thắng 2-0 của MU trước Aston Villa tại Premier League. Đáng nói, Ronaldo rất hay nhận thẻ đỏ trong những trận derby. Năm 2006, ở derby Manchester, Ronaldo bị đuổi khỏi sân trong thất bại 1-3 của MU trên sân Man City. Năm 2013, Ronaldo ghi bàn duy nhất cho Real Madrid trong thất bại 1-2 trước Atletico Madrid ở cúp nhà vua và sau đó nhận thẻ đỏ. Tiếp đó, anh cũng nhận thẻ đỏ trong trận kinh điển với Barca ở siêu cúp Tây Ban Nha năm 2017. Mới nhất, ở trận đấu được xem là derby mới của Ả Rập Xê Út giữa Al-Nas và Al-Hilal, Ronaldo lại bị đuổi khỏi sân. Nhìn sang Messi, dù khá hiền lành nhưng La Pulga cũng có 3 lần nhận thẻ đỏ. Lần đi tắm sớm đầu tiên của Messi đáng buồn lại là trong trận ra mắt đội tuyển Argentina với Hungary năm 2005. Phải tới tận 15 năm sau, Messi mới có lần 2 nhận thẻ đỏ là ở trận tranh hạng 3 Copa America 2019 sau va chạm với Gary Medel. Lần gần nhất là trong thất bại 2-3 của Barca trước Bilbao ở siêu cúp Tây Ban Nha năm 2021. Có một chi tiết đáng chú ý khác là cả 3 lần bị đuổi khỏi sân của Messi đều là thẻ đỏ trực tiếp. Với Ronaldo, trong 11 lần bị đuổi khỏi sân thì có tới 8 lần là thẻ đỏ trực tiếp.